Thì cái mục tiêu tiếp theo, thi cấp quốc gia, chúng tôi xin công bố lại các đề tài thi như sau. Một, đề tài tận thu quả điều làm nguyên liệu sản xuất măng sinh học của Trung học phổ thông Văn An. Hai, nghiên cứu chiết xuất axit citric từ phế phẩm quá trình sản xuất tinh dầu hồi của Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Ba, đề tài nghiên cứu bảo quản thịt bò tươi bằng màng nám của sinh học của Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Ba Đình. Bốn, nghiên cứu tách chiết protein có khả năng ức chế một số loại vi khuẩn gây bệnh trên cá tra, tôm nước lợ và mã lợn này của Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. Năm, tạo nguồn nước chạy bơm và tận dụng năng lượng máy tập thể dục Trung học phổ thông Nguyễn chuyên Hà Nội Amsterdam. 6. Nghiên cứu thu nhận lipid từ sinh khối vi sinh vật lên men dương tạo làm nguyên liệu sản xuất biodiesel Trung học phổ thông Hà Nội Am. 7. Phát hiện một biến gen ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp Trung học phổ thông Trung Văn An. 8. Tái tạo sử dụng năng lượng khí nén trong quá trình sản xuất kính rán an toàn Trung học phổ thông Trung Văn An. 9. Nghiên cứu khả năng chế human điều trị mụn hạt cơm bằng tinh dầu và dịch chiết tía tô của Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ. 10. Ứng dụng cây sinh xỉ để xử lý môi trường nước trong các hồ Hà Nội Trung học phổ thông Kim Liên Đống Đa. 11. Quan niệm về tình yêu của học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hiện nay Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo Thanh Xuân. Và 12. Bệnh vô cảm giới trẻ trong xã hội hiện đại Trung học phổ thông Kim Liên Đống Đa. Thì các thầy giáo cô giáo nhớ các đề tài phải tiếp tục để làm cho đề tài mình có chất lượng hơn nữa trước khi tham gia cấp quốc gia. Thay mặt ban tổ chức một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách, các thầy giáo cô giáo và các em học sinh, và xin công bố là kết thúc buổi tổng kết tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.